What the hell? Oh my god. Hello nha các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. G Grey đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Skibidi Tower Defense nha các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng vô đến ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại cái tựa game này. Và ngày hôm nay trong cái tựa game mình nó mới vừa cập nhật những cái con unit mới các bạn, mà tụi nó cực kỳ là xú luôn. Mình sẽ cho các bạn coi lại. What the hell? Oh my god. Nào là Titan Cameraman phiên bản Ohio. Rồi tới cái con này là cái con nó có cái bài nhạc ở trên YouTube à. Mình quên mất cái bài nhạc đó tên là gì rồi các bạn. Bạn nào biết thì bình luận phía dưới nha. Còn ở bên đây là Titan Mewin hay gì. Wait what? Nó quay cái đầu qua đây các bạn ơi. Hey yo bro. Wait what? Hại thì cái chứ. Đúng là chất lượng thì các bạn à. Let's go. Giỡn ngoài. Ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nha đến với lý do làm sao mà để có được những cái con Titan đó nha các bạn nha. Đây nè. Đó. Các bạn hãy đi lại cái hòm tên là Me Me nha các bạn. Chúng ta sẽ đi vô trong đây. Và chúng ta sẽ farm. Farm để được những cái nút chuột đó các bạn. Những cái glitch chuột như thế này nè. Và chúng ta sẽ mở khóa nha các bạn nha. Thì mình mới vừa farm thử. Mình chơi trong vòng khoảng chừng 3 game thôi là mình đã có được 400 mấy rồi. Ý là mình chơi thua nha các bạn. Mình không có chơi thắng nha. Thì hôm nay ở trong nó còn có con mèo Mushroom Cat nữa các bạn. Rồi có ông Tuskit Wadale. Cái ông này là một cái ông TikToker nổi tiếng ở nước ngoài. Nói chung hài hài vậy đó. Rồi đây là cái ông hồi nãy Up Predator Titan Sigma Man. Titan Sigma Man bên tôi nói thâu rồi defense nó khác ở bên đây ghê luôn các bạn. Rồi ở đây là con Nugget Man nha các bạn nha. Ok hình như mình nhớ cái gì mà. Chính là cái con đó thì phải đó các bạn ơi. Rồi ok. Ngày hôm nay thì mình sẽ thử chơi cái thử thách mới. Một cái nhiệm vụ mới cũng như là một cái event mới nha các bạn nha. Event này là event Backroom. Đó. Chúng mình sẽ cùng vô event này để coi là liệu anh chơi có thể hoàn thành được hay không nha các bạn. Okay. Mong là các bạn nhớ cho video này của anh chị một nút like nha. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha các bạn nha. Rồi ok thì để có thể có được những cái con unit này thì các bạn có thể cày hoặc là các bạn có thể nạp robot vô mua. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thử vô cày chay trước còn sao nha các bạn. Này mình nhớ là lúc mà mình chơi lần đầu tiên và lần thứ hai á thì mình chưa bao giờ có thể vượt qua được quay thứ 10 các bạn à. Để coi là cái lời nguyền ở trên kênh YouTube của mình là đó chính là khi mà mình quay video thì mình sẽ vượt qua. Ok. Cho nên là ngay bây giờ các bạn nhớ bấm nút like và đừng quên nhớ bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới nha. Bạn nào mà muốn được nhận unit miễn phí thì các bạn hãy bấm bình luận tên Roblox của các bạn ở phía dưới nha các bạn. Rồi bây giờ mình chỉ cho các bạn cách chơi trò này rất là đơn giản thôi. Các bạn cứ mua y chang như mình là được nha. Mới vô các bạn cứ mua những cái con Speakerman phiên bản này nè. Cái con này là Speakerman Evil nha các bạn. Và mua thêm một cái con làm chậm nữa để ở đây là chúng ta đủ rồi nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ mua thêm con làm chậm đến đây nè. Rồi ok. Tiếp theo là mình sẽ mua cái con này. Cái con này giá rất là rẻ luôn. Cái con này nó chỉ có 50 xu một con nha. Mình mua được một đống luôn nè các bạn. Rồi đó ok. Nè các bạn coi những con toilet của nó nè. Toilet hình con chó. Wait a minute, what the hell? Oh my god. Ok các bạn à. Hiện tại là mình đã đặt mỗi bên là 5 con unit. Và trong game này chúng mình chỉ được đặt là 15 con thôi nha các bạn nha. No god please no. 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 Bây giờ mình sẽ bắt đầu để dành tiền. Và mình sẽ mua ngay một chị The Real Woman. Để coi là đủ hay không. À đây. Để ngay đây luôn các bạn nha. Để ngay trực diện ngay đây luôn nè đó. Để vô. Easy game, bắn lắm. Ừ đúng rồi, tuyệt vời. 10.000 IQ là đây. Mình đã thử chơi trò này nếu như mình dùng farm tiền như thế nào. Nhưng mà dường như khi mình farm tiền thì câu chuyện vẫn là thua nha các bạn. Không thể farm tiền được. Vì tụi tôi lấy nó di chuyển quá nhanh. Đây dường như là một cái chế độ Ohio phiên bản số 2 vậy đó các bạn à. Rất là ảo. Ok. Rồi bắt đầu bị lủng unit rồi đó các bạn. Bắt đầu bị lủng rồi đó. Mình sẽ up mấy con này lên đi. Mình sẽ bắt đầu bị lủng rồi, mình phải up mấy con unit của mình lên mới được. Rồi, ok, mình sẽ up những cái con speaker này lên cho nó mạnh hết cỡ luôn. Rồi, chưa đủ tiền, chưa đủ tiền, bình thường. Một con này up là 150 đô la nha các bạn nha. Mình sẽ bắt đầu up nó lên nha các bạn. Cái gì vậy? Có những cái con núp nữa các bạn. Ui, what? Yo, cái này nó hơi bị bựa quá mức rồi đó nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau để dành tiền và up lên từng con một. Nè, có con gì nè.
Blue Mon là cái con quái gì đây? What the hell? Cái gì trời? What the hell? Và cái chị Blue Mon của mình không bắn cái con này các bạn ơi. Ê, giỡn hoài vậy? Nó lủng vô nhà em mà kìa. Trời ơi, và các bạn coi toilet nó di chuyển nè các bạn. Trời ơi, nó chia tùm lum, nó chia ba hướng, sáu hướng tùm lum tùm la mà biết đâu mà đi. Rồi đặt bên đây con nữa. Nè các bạn coi nè, con thì nó đi bên đây, con thì nó đi bên này, nó chia tùm lum nó đi luôn các bạn. Rất là khó để có thể phân biệt được nha. Thôi chết rồi, mình thua rồi. Vẫn đúng là những gì mình nói là mình sẽ không qua được quay thứ 10 các bạn à. Cứu với. Oh no bro. Thôi coi, vì đang quay video nên mình sẽ kích hoạt khả năng sử dụng robot trong video này. Let's go baby. Ê, có 29 robot ở chứ mấy. Rồi bạn nào không biết mua robot ở đâu thì hãy ghi cái tên của mình kèm với chữ Roblox và thêm dấu chấm cơm là được nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nào các bạn ơi. Ủa. Ủa dạ 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 dạ. Em chọn chơi tiếp mà. Ủa em chọn chơi tiếp mà. Nè khi mà mình đã bỏ tiền ra mình mua robot rồi đó thì mình sẽ được cộng thêm tiền nha các bạn nha. Đó, cộng thêm $1,000 vô trong túi của mình. Và mình không biết tại sao bây giờ nó ghi mình là mình bị lose rồi các bạn. Không biết sao nữa. Cái game này bỏ tiền ra mua bây giờ chắc chơi lại hả? Rejoin được nha, rejoin được nha. Ok ok ok. Tốn tiền phải cho vô lại nha. Tính lấy luôn tiền robot của người ta nuốt luôn hay gì. Không có nghe. Rồi cố lên các bạn ơi. Ok đội hình của mình còn hết hồn, tưởng đội hình của mình mất. Rồi còn nguyên nha các bạn. Người ta tặng cho mình thêm 10 giây để mình chuẩn bị lại từ đầu nè. Ok nè mươi. Chất lượng. Vậy là có tiền up mấy con unit lên rồi. Ok các bạn. Giờ mình sẽ mua thêm một chị The Real Woman nữa. Đặt ngay đây luôn nè. Đó. Bây giờ hiện tại là mình đang có là 13 con unit. Mình còn thiếu khoảng chừng 2 con đó thôi là full nha các bạn nha. Mình để dành 2 con mình mua cái con này đi. Thôi mình mua con farm tiện đi. Đó mình mua farm tiện mà. Farm tiện lên. Chỗ này là phải tập trung farm tiện nha các bạn nha. Up chị đi lên rồi. Wow, tôi lấy bằng vàng các bạn ơi. What? Ôi, sao nó mạnh vậy? Wait, what? Hả? Sao nó lại mạnh tới như vậy? Cái gì vậy trời? Ôi trời ơi, mình cũng bó tay các bạn ơi. Sao nó lại mạnh tới như vậy? Rồi bốn con này, năm con này vô nó có lủng nhà mình không vậy ta? Thôi mình không biết nữa mà bắt đầu tụi nó lủng nhiều quá rồi các bạn ơi, mình không thể nào kiểm soát được tốc độ của tụi nó. Ôi trời 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 trời. Trời ơi trời ơi, mất kiểm soát nguyên con tụi nó màu đen nữa các bạn. Ơi dụ bán lẻ con kẹp. Để mày đi đâu? Hai mày đi đâu? Ủa hàng mày đi thẳng hả? Trời ơi đi thẳng mệt thiệt chứ. Rồi đi thẳng thì mình sẽ đặt ở đây các bạn. Rồi ok. Skip quay kiếm tiền. Lẹ up lên. Đây. Đó. Bắn đây. Ừ thôi xong rồi các bạn ơi, nhiều quá bắn không nổi. Oh no bro, thật sự rất là khó luôn. Cái map quỷ này nó khó như quỷ vậy đó. Trời ơi, bỏ nó mất ra thì cũng chơi được tới quay 11 thôi các bạn à. Làm lại lần nữa đi. Oh no bro, mình tin là mình sẽ làm được các bạn à. Mình tin là mình sẽ chiến thắng cái map này, không thể nào mình thua được. Và khi mình đến quay thứ 11 thì mình được 83 cái click nha các bạn nha. Thì chúng ta phải kiếm nhiều để có cơ hội để chúng ta đổi ra, chúng ta quay đồ cho đỡ tốn tiền các bạn. Chứ cái game quỷ này mà các bạn tốn robot vô quay hả là tiền bao nhiêu cho đủ. Mình nói bạn hồi bữa giờ mình chơi mình xài 10,000 robot mà quay cũng chưa được nữa bạn. Cái game này nó quay ác lắm. Và cái trò này nó tương đối là khác với trò Toilet Tower Defense. Nó một chuyện là mới vô các bạn đã có tập trung farm tiền. Thì game này nó farm tiền ghê lắm. Nè cái chỗ unit ra là màu đỏ, màu hình tròn nha. Còn nhà chúng ta hình vuông nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổi lại. Mới vô mình mua con này mình để đây. Đó mình mua hai con luôn. Mua hai con để đây luôn các bạn. Đó ok chưa. Nè mua bên đây để hai con luôn nè. Một nè, hai nè đó. Xong tiếp theo mình mua thêm con thứ ba luôn. Đó mình lì bạn, bây giờ mình chơi mình lì luôn đó, mình lì luôn, mình mua mấy con này hết luôn, mình làm chậm làm mẻo gì đó, để qua đây đây đại 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 đó, đó làm chậm làm gì luôn, rồi đó bốn con, ok bây giờ chúng ta đã có được bốn con đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu để dành không có mua ở vị trí này nữa. Và bây giờ mình sẽ chuyển vị trí nha, mình sẽ chuyển qua cái vị trí bên đây, này là cái vị trí này là vị trí mà tụi nó hay chia đường ra nè các bạn, mình sẽ mua ở bên đây một chị, ok chưa? Rồi bắt đầu thấy bị lủng à, chưa lủng các bạn ơi. Ê được nha, không lủng nha. Let's go. Ê ngon rồi, được xì kiếp quay liền, mua một bà để đây luôn. Đó, một bà để đây. Và chúng ta vẫn chưa bị lủng một con unit nào. Ê vị trí này đẹp rồi, bắt đầu lủng rồi, ghé nhiều quá lủng rồi. Rồi xì kiếp quay kiếm tiền. Oh no, skip lẹ, trời skip chậm quá, bị hụt mất con kìa.
Rồi ok các bạn ơi, đi hụt hai con trong vòng quay thứ 5. Tương đối là mọi chuyện vẫn khá là ổn định nha các bạn nha. Và mình mong là mình sẽ hoàn thành được cái game này các bạn à. Ui dồi ôi, tụi nó ra quá trời rồi. Ok, bây giờ phải cố gắng sức các bạn, phải cố gắng sức thôi, giờ biết sao giờ. Gọi lũng nữa hả? Tụi tôi đến đi di chuyển nhanh quá bán không được luôn. Ở đây này rồi đây cho thêm một con này vô đây. Rồi cho thêm một con này vô đây nữa. Đó, đây là những cái con unit làm chậm các bạn à. Nó sẽ giúp cho cái chị The Real Woman này bắn được nha. Đó, thành công ngay 10.000 IQ liền. Ok các bạn ơi, bây giờ mình lại tiếp tục skip quay và mình mua tiếp chị The Real Woman nha. Vị trí tiếp theo là ngay ở đây. Đó, bắt đầu thấy ổn thỏa hơn rồi ha các bạn nha. Ê, cái con Lumon này dường như con Lumon này rất là trâu luôn, mới vô 25.000 máu ai mà quýnh nổi. Ôi, what game làm kỳ vậy, what. Rồi đây không sao, cố lên, không có gì khó chịu. Ủa, không bắn luôn hả? Chế độ Ohio. Chế độ Ohio là đây. Cái gì vậy trời? Giờ mình biết phải làm gì các bạn? Oh man. Ok, rồi mình sẽ up cái con up. Mình sẽ up lên từ. Bây giờ là mình đã được bao nhiêu unit rồi ta? Mình không biết, mình phải mua ngay một cái con này đi. Mình phải để dành tiền mình mua ngay một con The Real Titan, The Real Man. Ủa thua nhanh vậy luôn hả? Rồi ok, không sao, chúng ta sẽ làm lại, mình sẽ làm lại các bạn ơi. Cơ hội vẫn còn, sử dụng 29 đô bất nào, let's go, tiếp tục nào các bạn ơi. Rồi vô, bây giờ mình sẽ mua ngay một anh này để đây luôn. Đó, để ngay đây luôn cho nó máu lửa nè các bạn. Rồi ok, nè ngay đây là chính diện luôn nè. Ủa đặt không được. Nó kêu mình hãy chậm thôi. À bây giờ mới có 1.300 các bạn ơi, chúng ta cần là khoảng chừng 1.600 lận nha. Rồi 1.400 rồi. Skip lẻ. Rồi đây. Đó, được chưa? Ủa được chưa vậy? À được. Trời, cái con này nó chậm quá các bạn ơi. Nó chậm quá. Ê, mình có chiêu mình không chơi ta. Hồi nãy giờ mình có chiêu mình không xài. Tức thiệt, có chiêu phải xài đi chứ. Đó, nãy có chiêu mà không xài, trời ơi, lầm luôn á nha, sai lầm vẫn là anh luôn á nha. Đủ unit mất tiêu rồi, sai lầm vẫn là anh luôn á chứ. Không sao, vẫn được các bạn. Chúng ta vẫn còn cơ hội. À, được đấy. Up lên, đó, ok đó. Bây giờ chỉ cần giải quyết con này được thôi là chúng ta sẽ không thua nha các bạn nha. Cố lên, đừng để nó lụng. Đừng có để nó lủng. Trời ơi, nó mà lủng là chết rồi. Không có được. Hết unit rồi. Trời ơi là trời. Dần sao? Bây giờ là với cái lượng unit của mình mang hiện tại là mình khả năng cao là mình thua rồi các bạn à. Không thể thắng nổi. Với những con unit mình mang đi là mình sẽ không thể thắng nổi. Trời ơi là trời. Bây giờ phải làm sao để có thể thắng được cái game này bằng cái con unit gì ta? Các bạn nào đã chơi cái trò này rồi hãy bình luận phía dưới cho mình biết nghe. Wait what? Đây là những con unit mình đang có hiện tại các bạn à. Và mình đang mang trong tay đó chính là mình đoán là đội hình mạnh nhất của mình luôn rồi. Không có đội hình nào nó mạnh hơn cái đội hình này nữa các bạn. Nhưng mà từ. Hay bây giờ mình đổi đi. Mình đừng có mua những cái con mắc tiền. Mà mình sẽ thử mình mua những mình mang theo những cái con rẻ tiền nhất đi. Để xem mà nếu như mình mang những con rẻ tiền nhất thì mọi chuyện nó có thay đổi không nha các bạn nha. Đó, ok nha, chất lượng không. Rồi bây giờ thì mình sẽ mang theo là cái đầu tiên là mình mang theo con Evil Speaker Man đúng không. Tiếp theo thì mình sẽ mang theo chị Speaker Legendary này có vẻ hấp dẫn nha. Có 300 mà được 5.000 dam luôn các bạn. Ok, 300 mà được 5.000 dam. Speaker Woman này ách ước lắm vô. Để mình coi con nào xinh xỉn không nha các bạn nha. Cái con Evil Cameraman này thì nó hơi lỏ một tí nên thôi chắc mình không mang theo đâu các bạn ơi. Nhìn nó lỏ quá, vừa mắt mà vừa lỏ nữa. Rồi đâu mình coi còn có con gì mà mình có thể mang theo được nữa không ta. Hình như là chị Camera Woman thì khoảng chừng 3.000 đam nhưng mà giá nó cao quá nên mình nghĩ là nó cũng là yếu thôi, không mạnh đâu. Rồi bây giờ làm lại nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại nha. Mình mới vừa đổi qua chị Speaker Woman nè để coi là nó có hay hơn là chị The Real Woman hay không nha các bạn. Trời ơi đừng có thua nữa nghe. Cái chế độ gì mà chơi nó khó không thể nào tưởng tượng được các bạn à. Lần đầu tiên mình thấy chế độ khó vậy luôn á. Khó còn hơn là Endless đó các bạn. Mà cái bắp nó nhỏ xíu à. Cái máy mà nhỏ xíu nên unit nó ra rất là nhanh. Mà con unit nó ra mà nó bự mà nó còn mạnh nữa. Rồi ok bây giờ chúng ta bắt đầu lại nha các bạn nha. Đây The Back Room.
mới vô là chúng ta sẽ làm gì các bạn? Mới vô mua ngay cái ông này đặt ở đây. Đó, mua thêm một ông nữa đặt ở cái số 4. Mua thêm một ông nữa đặt ở kế bên. Đó, chúng ta cứ làm đúng như trình tự như những gì anh Jay nói nãy giờ nha. Thôi mua thêm ông mới luôn. À thôi mua thêm cái con làm chậm các bạn. Đúng bài là phải mua con làm chậm mới đúng. Ừ. Rồi ok, bài của chúng ta đang khá là hợp lý các bạn à. Rồi ok, mình sẽ cố gắng làm sao mà mình dồn đam được ở cái đường chính này nhanh nhất có thể, đừng có chia ra đằng sau. Tại vì càng chia ra đằng sau là mình càng lỗ, không có lợi hơn cái gì đâu. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ mua ngay một chị speaker woman các bạn. À ok. Đừng có lủng ơi, đừng có lủng. Đúng rồi, đừng có lủng em. Đừng có lủng nè, được rồi, tuyệt vời. Ừ, hay quá team ơi, team của mình thành công rồi các bạn. Skip speaker woman liền luôn. Ủa bà speaker woman này mới ra bà yếu như ta. Ờ mới ra bà yếu quá các bạn ơi, mới ra bà được có 700 đam nhưng mà mình thấy dường như là cái đam của bà không có hiện lên luôn các bạn. Ờ, không biết bà có đánh được đam ta không đây nữa. Ok rồi tiếp bắt đầu bị lủng hai ba con rồi đó. Ok không sao vẫn đủ, nhiêu đây là vẫn đủ, chúng ta cân được cái map này các bạn. Đúng rồi đừng lỗ, tuyệt vời nhân phẩm. Được cái lỗ, bên đây ơi, sao lỗ vậy trời ơi mấy em hại anh rồi mấy em ơi. Ê các bạn nhìn thấy Smith của mình có đau không vậy? Sao mình cảm giác như các bạn không có đau với ta? Ê, cái bà đây. Wait, what? Yo, bro. Sao mình cảm giác như chị speaker của mình không có đam hay gì á các bạn ơi? Không biết. Mua xong mà thấy giống như cảm giác không có đam á. Nè. Không, hình như có các bạn. Ờ, hình như có. Nhưng mà cho dù có thì cái con này 25.000 đam mà ai mà ăn nổi nó đây. Mình đã dùng hết sức mạnh có thể rồi mà nó cũng chỉ là đến mức 18.000 đam thôi các bạn. Không thể nào hơn được nữa. Yo, rất là khó luôn các bạn không? Toàn là speaker của mình là đây là lượng đam tối ưu nhất của mình mà mình cũng không thắng nổi các bạn à. Rồi tiếp tục. Bây giờ mình lại tiếp tục sử dụng 29 robot nữa nha các bạn nha. Comment. Lẹ. Ok, không cần cảm ơn đâu mày ơi. Mày nãy giờ mày lấy tao năm gần trăm cái bất rồi đó. Game mày nó cũng biết cách lấy tiền bạo tiền ta ghê bạn ơi. Rồi mình đã đặt full unit rồi bạn. Mày up đi, up đại đi, up con nào được up hết đi. Hồi ôi là trời. Hồi ôi nó lủng kìa, ghê chưa? Có vẻ như đội hình của mình hiện tại là cái lượng đam nó khá là tối ưu luôn á các bạn, nhưng mà nó vẫn chưa được quá mạnh các bạn à. Kiểu lát nữa là hồi mình thấy những cái con mình nó nhân đỏ mấy con màu vàng này là thấy có điểm rồi đó. Thấy có điểm rồi đó. Thua nữa, lần này còn nhanh hơn hồi nãy nữa các bạn à. Thật sự rất là khó luôn, không biết là phải dùng cái con unit gì để có thể chiến thắng cái bàn này các bạn à. Thôi ngay bây giờ thấy xui xui vậy là chúng mình sẽ ra chúng ta quay thử đi. Hôm nay là dòng may mắn nó sẽ cho mình cái gì nha các bạn nha. Đây, từ nãy giờ là mình đã farm được 730 cái click rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thử hoài quay mở hộp đầu tiên, mồi thử nghe là ra con gì nha các bạn nha. Rồi vô. Cho con gì đây? Hay là phải mang mấy con unit này vô trong map để chơi mới được nhỉ? Ờ, mình nghi có thể khả năng cao là như vậy nha các bạn nha. No! Trời ơi, ra con tên tình Superman đi mà. Ok, mới vừa ra được cái con này các bạn, mới vừa vô được Legendary khá ngon nha các bạn nha. Hiện tại là chưa biết có bao nhiêu người đang sở hữu cái con này các bạn à. Let's go baby. Để mình xem coi sức mạnh của nó như thế nào đây. Đâu, 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 ở con này nó mất tiêu rồi đây. Legendary. Hả? Hả? Cái gì đây? Hả? Đam là không hả? Tầm đánh là 10, tốc độ là hả? Cái gì? What the hell? Oh my god. Cái gì vậy? Unit không phải farm tiền nhưng mà lại đam là không, tốc độ lại là 10, rồi cái gì là infinity nữa các bạn? Wait, what? Cái gì vậy? Tốc độ đó là infinity các bạn ơi, tầm đánh là 10. Ok. Ok rồi, bây giờ mình sẽ bỏ robot vô để mình quay thử cho các bạn nha. Rồi các bạn nghe bây giờ bấm nút like ủng hộ cho anh Jay nha các bạn. Ok, mình sẽ bỏ ra 1.500 mình nạp vô đây. Và bây giờ mình sẽ quay hòm cho các bạn xem, quay chính hòm nào. Cho tôi tay tình Superman đi, làm ơn. Ủi ra được mấy con mèo màu xanh các bạn, lại được cái thằng Tokis Guadalajara này nữa. Trời ơi, xui quá.
Cái tài khoản của mình sao mà nó xui dữ vậy trời. Gọi oh my god. Lần nữa nào các bạn ơi. Titan Superman, please, please, please. Trời ơi, lại là cái thằng Sturkit Tarale này nữa. Với lại cái con mèo Mushroom này hoài. Trời ơi, nó nằm kế bên à. Oh my god, bro. Lúc nào tài khoản của mình vô quay nó cũng nằm kế bên. Rồi một lần nữa nào các bạn ơi. Làm ơn đi năng nỉ. Yeah, Titan Superman. Đây nè, let's go, bro. Ok, 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 mình có được Superman rồi các bạn ơi. Miui, bơ 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 bơ. Yeah. Coi nè, ê, mình hoàn thành nhiệm vụ các bạn ơi, để mình nhận quà các bạn. À, game này nó có nhận quà các bạn nha. Các bạn chơi game là không được nhận quà luôn nha các bạn. Oh my god. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau xem coi cái con Titan Superman của mình đâu rồi. Đây, đây, trên đây, trên đây. Nó là mai thích nha các bạn. Và hiện tại là cũng chưa biết bao nhiêu người sở hữu cái con này. Tốc độ của nó là 1, à, tốc độ của nó là 3, mới vô là 3. Xong rồi mới vô của nó là 3.000 dam luôn. Và mới vô phải mua nó là 1.000 tiền các bạn à. Ui, what? Wait a minute. 1.000 tiền hả? Mà được 3.000 dam hả? Vậy tính là thì nó sẽ ngon hơn á. Nó ngon hơn chị The Real Woman á các bạn. Real Woman mới vô là mua 400. Và gấp đôi lên một tí xíu là mua được cái thằng này là được tới 3.000 dam. Mà cái mặt của nó cũng ngầu ngầu bơ 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 nữa. Ok, cũng chất lượng vết nha các bạn nha. Bây giờ mình coi cái con này là mình chưa có ra thôi. Cái con Godly này thì khả năng ra của nó là 0.41%, tương đối khá là khó các bạn à. Bạn nào muốn mình quay cái con này thì ngay bây giờ bình luận phía dưới trình biết nha các bạn nha. Ngày hôm nay tạm thời mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu như các bạn muốn mình review cái con này thì bình luận phía dưới trình biết để mình review cho các bạn xem nha. Và nếu như các bạn đã hoàn thành cái game này thì hãy bình luận chỉ lên đây nha. Nhớ cho video này một nút like nhé. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Bạn nào mới chơi trò này muốn được anh Jay nhận tặng unit cho các bạn á thì bình luận tên Roblox với các bạn ở phía dưới để anh Jay tặng unit cho nha. Anh Jay mới quay được mấy cái con này chắc là anh nghĩ cũng mạnh đó các bạn ơi. Mấy cái con mà con mèo màu xanh này nè. Oh, mới vô của nó là 50 dam nhưng mà sau này nó lên được 1.000 dam nè các bạn. Ê, con này có vẻ là ngon nha. Con này có vẻ ngon nha. Bạn nào muốn nhận thì bình luận nha, anh sẽ tặng nha các bạn nha. Ok, còn bây giờ thì video đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Mình bye 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 bye.